Kính thưa cư sĩ Phúc Trí, bây giờ trên đường Zoom và các nơi hộ niệm, mỗi một ban hộ niệm có một ảnh Phật A Di Đà màu khác nhau. Con thấy đạo tràng Tùy Duyên ảnh màu vàng nghệ, ban hộ niệm thầy Hạnh Phú có ảnh màu đỏ, ảnh Phật nơi con thì màu vàng đồng, ảnh Phật nơi cư sĩ Bảo Thi thì vàng đồng có hào quang. Nhiều lúc tham gia hộ niệm những ảnh Phật khác nhau nhập vào tâm. Vậy lúc lâm chung duyên Phật A Di Đà màu nào thì ra trước con đi theo Phật A Di Đà màu đó có sơ xuất không ạ? À? Hay Phật A Di Đà màu đỏ hay vàng nghệ hay màu đồng? Ngài màu nào ra trước con đi trước có được không ạ? À? Con xin thành kính tri ân cư sĩ Phúc Trí ạ. À. Có thêm ba hình mặt cười ạ. À. Dạ. con đọc nguyên si uh, câu hỏi mà quý vị phật tử gửi đến cho chúng con và trong quá trình chư tôn đức tăng ni cũng như là quý vị uh, trong quý cư sĩ trả lời câu hỏi nếu như cô bác phật tử nào mà có câu hỏi thì hoan hỷ giơ cánh tay để ban tổ chức chúng con gửi đến giấy và bút xin các cô bác hoan hỷ không cần ghi tên chỉ cần ghi câu hỏi gửi đến chúng con là được ạ nam mô a di đà phật ạ à, nam mô a di đà phật con kính bạch trên uh, chư tôn đức tăng ni uh, từ bi tham gia chứng minh À, con kính thưa tất cả quý Phật tử, à, nếu như thế thì sơ suất lớn rồi. Hôm nay con sẽ phân tích một chút à, để cho chúng ta hôm nay um, niệm Phật à, cầu sinh Tây Phương cực Lạc thì nên ngắm chuyên nhất một hình tượng. À, tại sao con nói như vậy? Không phải con nói mà Đại Lão Hòa Thượng Ân Sư Tịnh không có nói. Nếu như ở đây mà chúng ta về mở cái giảng kinh vô lượng thọ mà lần thứ 10 của đại lão Hòa thượng Tịnh Không ấy. Nếu mà là đoạn mà 1 tiếng 1 thì nó ở tập thứ 20. à phút thứ 11. Nếu mà là đoạn mà 2 tiếng 1 thì nó ở tập thứ 10. à phút thứ 60 71 có nghĩa là đại lão hòa thượng ân sư tịnh không có nói về việc mà tại sao đến ngài còn phải chuyên nhất một hình tượng có nghĩa là phật thì không có thân chúng ta nhớ là 11 danh hiệu của phật thì trong đó có một danh hiệu đấy là thân của phật vậy thân của phật là đâu thì trong đó có là gì như lai đầu tiên chúng ta nghe rồi đúng không ạ như lai ứng cúng tránh minh chi minh hạnh phúc đúng không ạ hiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư phật thế tôn thì trong danh hiệu của phật đó là như lai đấy mới là thân thật của phật là chẳng chỗ đến chẳng chỗ đi đấy mới là phật vậy là tận hư không khắp pháp giới vậy phật không có thân vậy tùy vào cái gì cái mong muốn cái sự chấp trước của chúng sinh mà phật hiện thân ví dụ như cả đời mình ngắm một hình và chuyên nhất một thân đó và nguyện rằng là ngày lâm chung xin phật hiện thân này thì chắc chắn đức phật a đà hiện đúng cái thân mà mình ngắm trong đời nhưng nếu như mình lúc ngắm thân nọ lúc ngắm thân kia và bị chấp vào những hình tượng thì lúc ra đi thì chỉ có một phật duy nhất đó là a di đà phật còn trong những hình ảnh khác thì đó là bị giả cảnh cũng là Phật A Di Đà nhưng hiện lên nhiều màu sắc khác nhau. Vậy lúc thì đỏ, lúc thì vàng, lúc thì trắng, lúc thì ừ, xanh đỏ tím vàng thì tính sao? Vậy nếu như hiện lên mà lập tức mình đi theo là coi như hòa thượng Ân sư Tịnh không nói là ta đã nhầm rồi đấy. Vậy làm sao để ta phân biệt? Vậy mình đi tất cả các đạo tràng, xem tất cả các nơi lúc thì hình vàng, lúc thì hình đỏ, lúc thì các màu khác nhau. Đấy là việc của các đạo tràng Còn tâm ta không được dính mắc Chúng ta về cứ chuẩn bị cho mình một cái hình tướng Và ngắm suốt một đời Còn ngoài ra các đạo tràng khác họ như thế nào là việc của họ Nhưng tại sao con nói là tại sao con lại chọn hình vàng Vàng của bên chúng con bức tranh Con nói là con nói đây là gì Không phải tự nhiên Là hình vàng là nguyên khối Chúng ta thấy là cái cái vàng mà 4 số 9 mà đổ ra nóng chảy ấy, nguyên khối ấy, thế chính là đạo tràng con lấy cái hình đó Cái màu đó Vì đấy là sắc vàng kim Thì tại sao con lại chọn đấy Đấy hòa thượng không chỉ là một Thứ hai là con đã đi hộ niệm cho các người Người bệnh ấy Thì đến lúc mà họ rất là yếu Và đến lúc họ mắt họ kém đi rồi Thì nhìn các hình khác Họ bảo lóa của họ không nhìn nổi Nhưng riêng nhìn cái hình Mà vàng khối ấy Họ bảo nhìn rất dễ Thế à con bảo vậy thì con sẽ chọn cái hình đó thôi con nói là con chọn cái hình đó Cho những người mà con đi hộ niệm Vì không may đến lúc họ đã đi Thì họ nhìn thấy thì Không rõ thì sao đây Nên trong Pháp giới Đức Phật cũng nói và Đại Lão Hòa Thượng Ân Sư Tổ Sư con nói là Đều có bổn tôn Chúng ta nghe từ bổn tôn nghe nó khó nghe Không biết là tại sao là bổn tôn Thì con xin thưa rằng là Đức Phật A-di-đà là phát nguyện Tiếp dẫn chúng sinh đến gì đến hư không pháp giới không chừa một chúng sinh nào, thì không ai có quyền giả danh ngài cả, vì ai cũng có quyền lợi hết. Còn nếu như ngài phát nguyện là về mỗi mình chúng ta thôi, thì chúng sinh khác sẽ tranh giành và biến hiện lên, thì Long Thiên Hộ Pháp sẽ can à sẽ không can thiệp. Nhưng vì đây là chúng sinh đều quyền bình đẳng, nên đấy là bổn tôn của chúng ta, nên không ai được quyền lừa gạt, không ai được biến hiện lên cái hình ảnh bổn tôn có nghĩa là một đời ngắm chuyên nhất thì nếu ai trong pháp giới có hiện thân ra cái hình đó thì đại lão hòa thượng nói là gì? Vì đấy là bình đẳng của chúng sinh nên không ai có quyền được lừa gạt. Nếu biến hiện thì Long Thiên hộ pháp sẽ bắt cái người đó liền. Nên hôm nay chúng ta phải nhớ là vậy thì bắt đầu từ hôm nay chuyên nhất ngắm một hình đấy, hình vật mà chúng con để là đây, chính là người bệnh họ nói là họ nhìn hình này rất dễ. Và đây chính là trong kinh Phật nói trong kinh Phật nói kinh kỳ quán vô lượng thọ nó là A Di Đà Phật thân sắc vàng kim. Nghĩa là vàng óng ánh vàng nóng chảy, Nghĩ là vàng 4 số 9 chứ không phải là 9 số 4. Chúng ta nhớ là vàng là vàng 4 số 9. Ê, vậy là vàng là vàng nguyên khối đấy ạ. Vì cái thân đó là thân của Phật mà được tả. Đấy là thân không biến đổi. Tại sao là vậy? Là vì cái thân vàng là, là biểu hiện sự không biến đổi. Vậy hôm nay chúng ta phải cẩn thận cái điều này Vì trong pháp niệm Phật là phải chú trọng cái việc chuyên nhất Vậy hôm nay chúng ta nhớ là Vậy thì ai thờ sao như nào mình đến đâu họ như nào là việc của họ Còn việc của ta là phải để chuyên nhất vào một cái việc mà Cả một cái đời của ta ngắm chỉ một hình đó thôi Vì Hòa Thượng cũng vậy Ngài bảo tôi đi đâu tôi cũng đem cái hình mà cả đời tôi ngắm hình đó Và ở đâu họ như nào đó là việc của họ Còn tôi chỉ đem đúng cái hình đó và Ngài bảo tôi còn bỏ trong cái bóp của cái ví của Ngài ấy thì lâu, lâu lâu ngày lôi ngày mở ngày xem, lại cất đi. nên là bà Thượng nói tôi in rất nhiều, đấy. vậy hôm nay con mong cho các phật tử chúng ta là cố gắng là gì, chuyên nhất ngắm một hình để cuối đời chúng ta là hiện đúng hình đó thì ta mạnh dạn theo ngài thì chắc chắn đấy là Phật Ai Di thật ạ, Đà nam mô Di Phật ạ. con A Di Đà Phật, con xin một tràng vào tay lớn hơn nữa để tri ân công đức của cư sĩ Phúc Trí ạ.